Ngọc Đăng Thanh kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN đến với bình luận đầu tuần do nhà văn Phan Nhật Nam biên soạn. Kính thưa quý vị, đêm 13 qua rạng sáng ngày 14 tháng 9 tại mặt trận Quảng Trị, từ những căn hầm chiến đấu người lính thấy rừng rực, lá cờ vàng ba sọc bay uy nghi trong gió sớm lẫn màn khói đạn, bom chưa tan hẳn. Người lính nhìn xuống những xác binh sĩ đồng bạn mới đem về, nằm bó gọn trong những pon sô phủ bụi đất, bê bết máu. Ngày 13 tháng 9 năm nay, đồng bào người Việt vùng Lý Đô Sài Gòn tiếp nhận hài cốt của 81 người lính nhảy dù đã hy sinh từ 1965. Cuộc chiến đấu hy sinh mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện với máu xương trong 21 năm nơi miền Nam 1960 đến 1975 để cộng đồng người Việt được sống tự do trên đất Mỹ tại hôm nay. Xin trở lại một thời máu lửa trên quê hương. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1965, tiểu đoàn 7 nhảy dù bị một trung đoàn thuộc lực lượng vũ trang Cộng sản miền Đông Nam Bộ phục kích ở trận địa Đồng Xoài thuộc quận Đông Luân, tỉnh Bình Dương. Đơn vị bị thiệt hại nặng với 14 sĩ quan chết, bị thương, bị bắt. Đại đội 72 đã chịu chung nghiệt cảnh của tiểu đoàn, chỉ còn lại khoảng 10 người của quân số hơn 100 người khi bắt đầu cuộc hành quân. Sau một thời gian ngắn, đại đội 72 với quân số mới bổ sung trong khuôn khổ tiểu đoàn 7 dù tham dự hành quân Thần Phong 7, tấn công mật khu Cộng sản trong vùng thung lũng Iran, cao nguyên Trung Phần. Cuộc hành quân đã thâu đoạt được chiến thắng lớn, nhưng oan nghiệt thay, ngày 11 tháng 12 năm 1965 lại là ngày 11. Toàn thể đại đội 81 người đồng tử nạn phi cơ trong chuyến bay từ Pleiku về Tuy Hòa. Năm 1974, 14 bao đựng xác được thu hồi, nhưng mãi cho đến năm 2012, tất cả mới được nhận dạng, xác định tính danh. Và năm nay, 2019, được thông báo chính thức chuyển về Nam California, vùng Lý Đô Sài Gòn, thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản. Công tác kiên trì lâu dài kế trên đã được chiến hữu Jim Webb vận động, thực hiện trong suốt 33 năm với một tấm lòng diễn đạt qua những lời cao quý. Nếu người Mỹ không chỉ chăm sóc cho những người chết của mình, mà còn chăm sóc những người từng chiến đấu cùng với chúng ta, những người lính vô danh Việt Nam Cộng Hòa xứng đáng được tưởng nhớ với danh dự và nhân phẩm. Vốn là sĩ quan thủy quân lục chiến từng chiến đấu tại Nam Việt Nam, trở về Mỹ, được nghỉ hưu vì thương trận, ông Jim Webb trở thành thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang Virginia, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải quân, phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách văn phòng trừ Mỹ. Do dấu tích không phai nhạt từ cuộc chiến đấu ở Việt Nam, Jim Webb đã viết nên bài báo cảm kích, tưởng nhớ những người lính bị bỏ quên của miền Nam Việt Nam. Và ông đã không nói lý thuyết suông mà thực hiện nên thành hành vi cao thượng. Qua nhiều năm vận động giới lập pháp, hành pháp Mỹ, để vào ngày thứ Sáu 13 tháng 9 2019 vừa qua, 81 hài cốt quân nhân nhảy dù đã được chuyển từ Hawaii, nơi mà họ đã được cất trong hơn 33 năm, đã về đến California. Và vào ngày 26 tháng 10 sắp tới, một buổi lễ tưởng niệm và vinh danh trang trọng theo nghi thức quân đội sẽ được tổ chức tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster. Thưa quý vị, lễ an vị hài cốt 81 tử sĩ nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa là xác chứng cuộc chiến đấu của quân đội quốc gia Việt Nam 1948-1954 nối tiếp với quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ 1955 đến 1975. Là cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân loại toàn cầu chống lại chủ thuyết Cộng sản đệ tam quốc tế. Đây không phải là lý thuyết mà được đánh đổi bằng xương, bằng máu của triệu dân và lính người Việt trong hai cuộc chiến 1946-1954 và 1960-1975. Cuộc chiến thứ hai có phần hy sinh của 58.000 chiến binh nam nữ quân lực liên bang Bắc Mỹ. Đúng ra là 58.195 tính danh được ghi rõ trên bức tường kỷ niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam tại Washington DC. Thưa quý vị, hãng anh linh 81 tử sĩ muốn nhắc nhở chúng ta về một điều linh thiêng. Quốc khánh
Đệ nhất Cộng hòa, 26 tháng 10 1955. Xin hãy đến cùng nhau. Ngọc Đăng Thanh xin kính chào quý khán giả.